Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 70. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, tiết 1. Trước hết là em làm bài tập số 1, tính nhẩm. Câu A. 400 cộng với 500 thì kem nhẩm 4 cộng 5 bằng 9. Vậy 400 cộng 500 bằng 900. Bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em nhẩm trước ra giấy nhép. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi tương tự, chúng ta có 7 cộng 3 bằng 10. 100. 100 tức là số 1.000. 800 cộng với 80 thì bằng 880. 880 tức là 880. Câu B. 6 cộng 4 bằng 10. 100 tức là bằng 1.000. 10 trừ 6 bằng 4. 400. 10 trừ 4 bằng 6. 600. Câu C. 9 trừ 3 bằng 6, 600. 10 trừ 5 bằng 5, 500. 740 mà trừ đi 40 thì còn 700. Bài tập số 2, đặt tính đổi tính. Câu E. 243 cộng với 535. 3 cộng 5 bằng 8. 4 cộng 3 bằng 7. 2 cộng 5 bằng 7. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video, các em đặt tính và thực hiện các phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo là 327 cộng với 456. 7 cộng 6 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8. 3 cộng 4 bằng 7. 864 cộng với 72 thì số 72 nó không có số trăm. Vậy số trăm các em để trống. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng 7 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. Câu B. 878 trừ 642. 8 trừ 2 bằng 6. 7 trừ 4 bằng 3. 8 trừ 6 bằng 2. 961 trừ 725. 1 không trừ được 5. Lấy 11 trừ 5 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 2 bằng 3. 9 trừ 7 bằng 2. 609 trừ 57. Số 57 nó không có số trăm. Vậy số trăm các em để trống. 9 trừ 7 bằng 2. 0 không trừ được 5. Lấy 10 trừ 5 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 6 trừ 1
bằng 5. Bài tập số 3, nối ô trống với phép tính thích hợp theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu như sau: 475 cộng với 200, 400 cộng 200 bằng 600. Như vậy, kết quả bằng 675. 675 thì nó lớn hơn 650. Kèm nối với ô trống này. Lớn hơn 650 thì nối với ô trống này. Còn nhỏ hơn 500 thì nối với ô trống này. Rồi, kèm bấm tạm dừng video và kèm làm bài trước nha. Tiếp theo là 193 cộng với 300. Kèm tính được kết quả bằng bao nhiêu? 3 cộng 0 bằng 3. 9 cộng 0 bằng 9. 1 cộng 3 bằng 4. 493. Kèm nối với ô trống nào? À, 493. Nó nhỏ hơn 500. Đúng không? 4 nhỏ hơn 5. Vậy 493 nhỏ hơn 500. Kèm nối phép tính này với ô trống này. 890 trừ 420. Kèm tính được kết quả bằng bao nhiêu? 0 trừ 0 bằng 0. 9 trừ 2 bằng 7. 8 trừ 4 bằng 4. 470. 470. À, ta có 4 nhỏ hơn 5. 4 nhỏ hơn 5. Vậy 470 nhỏ hơn 500. Kèm nối phép tính này với ô trống này. 954 trừ 254. Bốn trừ bốn bằng không. Năm trừ năm bằng không. Chín trừ hai bằng bảy. 700. 700. Bảy lớn hơn 6. Vậy 700 lớn hơn 650. Đúng không? Vậy phép tính này kèm nối với ô trống này. 615 cộng với 45. 45 nó không có số trăm. Vậy số trăm kèm để trống. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 cộng 4 bằng 6. Hạ 6 viết 6. 660. Kèm so sánh với 650. 6 bằng 6. 6 lớn hơn 5. Vậy 660 lớn hơn 650. Kèm nối phép tính này với ô trống này. 660 nó lớn hơn 650. 730 trừ 300. Thì phép tính này kèm có thể nhẩm được. 7 trừ 3 bằng 4. 700 trừ 300 bằng 400. 430. 430 thì nó nhỏ hơn 500. Nhỏ hơn 500. Bài tập số 4. Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. A. Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì chấm 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 gần Hà Nội hơn, tức là địa điểm nào gần Hà Nội hơn. Kèm quan sát Cao Bằng đây, Hà Nội đây. Cao Bằng cách Hà Nội 240 km. Vinh đây, từ Vinh đến Hà Nội 380 km. 240 mà so sánh với 380 thì ta thấy là 240 nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Tức là
Cao Bằng gần Hà Nội hơn, đúng không? Từ Cao Bằng đến Hà Nội gần hơn là từ Vinh đến Hà Nội. Vậy trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì Cao Bằng nó gần thủ đô Hà Nội hơn. Cao Bằng nó gần Hà Nội hơn. B. Quãng đường Đà Nẵng Cần Thơ qua thành phố Hồ Chí Minh dài dài bao nhiêu km? Kem quan sát Đà Nẵng đây, thành phố Hồ Chí Minh đây. Từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài 858 km. Rồi, Đà Nẵng đến Cần Thơ phải đi qua thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài 858 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 174 km. Vậy quãng đường từ Đà Nẵng đến Cần Thơ sẽ bằng 858 cộng với 174. Các em tính xem là bằng bao nhiêu, kết quả bằng bao nhiêu. Các em bấm tạm dừng video, các em đặt tính và thực hiện phép tính này. Ra giấy nháp. 858 cộng với 174 có đúng là bằng 1032 không? 1032 km, được chưa? Câu C, quãng đường Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng Vinh là Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng đây, thành phố Hồ Chí Minh đây, dài 858 km. Quãng đường Đà Nẵng Vinh. Đà Nẵng đây, Vinh đây, dài 463 km. 858 lớn hơn 463. Vậy quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Đà Nẵng đến Vinh. Muốn biết dài hơn bao nhiêu km, ta lấy số lớn trừ số bé. 858 trừ đi 463. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. 858 trừ 463 có đúng là bằng 395 không? 395 km. Tiếp theo các em sang bài tập số 5, điền số tích hợp vào các ô trống ở mỗi viên gạch. Trước hết là các em sẽ quan sát và phân tích xem là các số này được viết theo quy luật như thế nào. Quan sát thì chúng ta dễ dàng nhận thấy số ở hai viên gạch dưới là 100 cộng với 50, ta được số viết ở viên gạch trên là 150, tức là 150. 100 cộng với 50 bằng 150. Tương tự ta có 50 cộng với 40 thì bằng 90. Rồi tương tự, muốn tìm số ở viên gạch này, các em lấy 60 cộng với 35 bằng 95. Các em viết số 95 vào đây. Muốn tìm số ở viên gạch này, các em lấy 90 cộng với 100, tức là 100 cộng với 90 bằng 190. 100 cộng với 95 bằng 195. 240 cộng với 190 bằng 430. 430. 190 cộng với 195 bằng 385. 430 cộng với 385 bằng 815. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.